Hai đang ngủ rất là công phu, nhiều khi người ta thức cũng làm tới 3-4 giờ sáng đó. Thì trên cái tinh thần này cũng mong rằng anh em thấy rằng những cái việc làm của anh em đã cùng kết hợp với thầy Lý Phước Lộc đó, là coi như là cái công đức mà anh em đến đây để mà cùng nhau có một học viên, có một vị học mà có một cái thích thú, từ đó thầy mới có một cái cảm hứng, cái nguồn cảm hứng và thầy chia sẻ, từ đó chúng ta đưa lên trên internet. Mà phải nói là cái tác dụng của cái việc làm của chúng ta đó, mà mình nói theo như đạo Phật, đó là cái công quả công đức quý vị đó. Hôm nay là 40.000 người xem rồi, 40.000 người xem, và tất cả các vị đó họ khích lệ cái tinh thần. Từ đó thầy Lộc ở xa xôi tuốt trên anh kia cũng lái xe xuống đây rồi dậy sớm rồi phải lo cho quý vị, mà phải nói thầy Lộc ông rất là bận rộn ngoài cái vấn đề đời bình thường đó nha. Lo cho con cháu, cho con rồi bây giờ tới lo cháu, đó là cái ở phương Mỹ này mà quý vị biết không, cha mẹ mà có gần có cái chó cho mình thì nó rất là hạnh phúc, chứ babysitting đâu phải dễ đâu. Đó là cái điểm kế tiếp dùng đó nha, là chúng ta đang làm ở đây đó, là với cái quyết tâm của chúng ta đó, là qua cái sự mà tất cả những vị ở đây mà gửi về và những lời ấy, thì tôi nói đây là một cuộc cách mạng về diện trận. Tôi muốn nói như thế này, thầy Ngọc, thầy Bùi Quốc Châu và thầy Lý Phước Lộc là hai anh em rất là thân tình, và thầy Bùi Quốc Châu ra hướng dẫn này trước, trong khi đó thì thầy Lộc cứ giống như tu luyện đến ngày nay thì thầy Lộc mới ra, mà thầy Lộc đã từng chữa bệnh ở Việt Nam rồi. Sở dĩ tôi chia sẻ quý vị đó là những cái tiếng nói này là chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị em, huynh đệ, các vị thầy khắp năm châu bốn biểu, đặc biệt là người Việt Nam mình, để hiểu được cái tấm lòng của thầy Lý Phước Lộc và anh em chúng tôi làm việc này, là chúng tôi có một cái hoài bão muốn đóng góp, đây là cái nền đông y dân tộc Việt Nam, mà sau này thầy Lộc dạy thì thầy có hướng như là y đạo là nó đi về cái nguồn gốc của ông bà tổ tiên mình, với cái hoài bão đó mình phổ biến để mình giúp đời chứ không có vụ lợi, cũng như là chữa bệnh mà bằng tay không như thế nào thì thầy Lộc đã nói rồi đó. Và sách vở có nhiều nói là không có đưa ra thì thầy Lộc không muốn làm chuyện đó, bởi vì khi mà làm ra thì họ lại copy, họ bán, người ta lại hiểu lầm đó là y thương. Đó là với cái tính tâm tình này chúng tôi chia sẻ, xin đón nhận tất cả ý kiến của các huynh đệ gần xa, của các vị thầy về đông y khắp nơi, và chúng tôi có cái địa chỉ email, địa chỉ website, và quý vị có thể gửi góp ý. Thì với một cái tinh thần mà anh em chúng tôi ở trung tâm trường sinh học thiện nguyện đó ráng cố gắng làm cho nó tốt nhất, nhưng mà với cái điều kiện kinh tế tài chính và nhân sự rất là khó khăn, thành ra chúng tôi đón nhận những ý kiến. Có những cái video chúng tôi đưa lên đây là chúng tôi làm, tự làm lấy, thực sự nó còn rất là chưa có đạt được cái tiêu chuẩn của những người chuyên môn, nhưng mà vì khả năng tài chính chúng tôi không làm được việc đó, chẳng hạn có việc cái tiếng nói của bệnh nhân thì nhỏ quá quý vị không nghe rõ, thì chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng mà thật sự là cái gì cũng phải có cái tiền mới làm được, chúng tôi không chưa có đủ cái điều kiện để mà máy móc cái này kia, thì xin rằng những cái thiếu sót đó tôi xin quý vị thông cảm và hiểu cho cái hoàn cảnh chúng tôi. Và có một điều đó là chúng tôi làm việc này mà chúng tôi lấy làm vui, và mặc dầu rất khó khăn về tài chính cũng như với vấn đề nhân sự, nhưng mà được cái sự khích lệ của tất cả quý vị không có ở đây, nhưng mà quý vị gọi điện thoại về, quý vị chia sẻ, thì cái điều đó là một cái sức mạnh mà để cho anh em chúng tôi mạnh dạn và cố gắng khích lệ để mà chúng tôi tiếp tục những công việc này. Thì tôi xin trước khi mà đưa lớp cho thầy Lộc thì chúng tôi chia sẻ thế này. Về cái khoa học kỹ thuật, quý vị thấy đó, ngày hôm nay thế kỷ 21 này đã phát minh ra những cái khoa học kỹ thuật và những cái phương tiện rất là cực kỳ văn minh, và quý vị cũng đã biết rồi, họ làm ra những cái chất hoặc là những cái máy móc, và với cái thế kỷ 21 này, trong tương lai con người ta sẽ sống rất lâu, và họ thay bất cứ cơ phận nào họ làm được chuyện đó trong thế kỷ 21 này. Đó là một cái điều đặc biệt về khoa học kỹ thuật. Và riêng về tôn giáo và riêng về các ngành Tây y thì quý vị biết rồi, người ta chế ra những pháp minh là những loại thuốc. Nói thì chỉ sợ quý vị không thông cảm. Thì mình thôi, mình chủ trương là cái gì đó, củ xà tự nhiên hương. Và cái quan trọng nhất là mình làm ở đây đó,
là mình đưa tới cái chỗ cái thực hành, mình thực hành được nhiều chừng nào á thì cái nó ung đúc cái tinh thần mình, nó nuôi cái phấn cái chí mình lên nhiều hơn và mình sẽ dễ nhớ dài hơn. Cái thứ hai, sở dĩ phải hơi thời gian có hơi nói dung dài chỗ đó chút xíu thì tôi có cũng nói thêm một cái ý như thế này. Thứ nhất á, quý vị thấy những cái đồ hình này, những cái hình này đó nó không có quyệt, nhưng mà tay của thầy Vũ Châu thì ông ghi gần trên 500 quyệt cái trên đó. Thì tới tôi làm như thế này để nó tiện trong lúc bài giảng. Cái thứ hai nữa đó là không gây cho người ta có một cái hình ảnh là người ta cố định ở một điểm, vì tất cả nó là biến hóa. Mà như chúng ta biết đó, là tất cả mọi tư tưởng điều nó không ngoài cái minh triết như thế này, các pháp vốn không tướng. Nếu mà các pháp vốn có tướng thì hư không thì chưa không nổi. Thành ra cho nên vì nó không tướng cho nên tất cả đi vào cái chỗ chúng ta dùng gọi là tâm truyền tâm, đi tới cái chỗ càng liễu nghĩa đó thì chúng ta nhớ nó mới dài. Chứ nếu mà chúng ta cứ chấp vào trong văn tự á, mà chúng ta nhớ á, thì đôi khi dân tộc này nói cái này, dân tộc kia nói cái khác. Quý vị chắc quý vị có nghe cái chuyện đó rồi, gì thành thử mình khỏi bàn tới cái đó. Thành thử cho đây thứ hai đó, như tôi nói đó, là có nhiều cùng một vị trí mà người ta gọi một cái tên việc khác nhau. Ví dụ nội ở dưới cái chỗ thần huyết tức là rúng á, mà người thì gọi quan nguyên, người thì gọi khí hải, người thì gọi đan điền. Mà cái quan trọng là làm sao anh áp dụng được cái đó để trị được bệnh gì, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ không có nhất thiết là mình lấy cái tên đó rồi mình phân biệt rồi mình tranh chấp. Cái thứ hai tôi nói nội như cái việc đồ gối đó, người ta chăm vô người ta thấy cái hiệu năng của nó thông mũi, ta đặt trên độc tỵ. Ta chăm vô ta thấy sáng mắt, ta nói tắt nhãn. Nhưng mà hai anh vẫn là một. Do vậy cho nên rõ ràng chư Phật dạy cho chúng ta một cái minh triết xuyên suốt từ đó tới bây giờ ta thấy rất đúng, là các pháp vốn không tướng. Nó là quyển cho nó không có thiệt. Vì nếu mình chắc nó là thiệt á là mình kẹt. Do đó quý vị thấy không, người ta bán thuật, người ta làm y thuật, mà người ta buộc người khác đi theo cái thuật của người ta để cuối cùng bị nô lệ trong cái dòng đó mà bị y thương. Còn ở đây đó, chúng ta đưa tới một tinh thần này, giải phóng ông thầy, giải phóng bệnh nhân luôn. Tức là mọi người đều có Phật ở tâm thì phải có thuốc ở thần, phải biết từ trị địa bệnh cho chính mình. Vì trên cái đà tiến hóa đó ai cũng như ai, không ai khác ai hết. Thì tại sao mình buộc cái người bệnh nhân cứ phải theo mình hoài? Do đó cho nên thầy thuốc tự nâng mình á, mình chữa được cái đó. Mà quý vị khi quý vị làm được cái đó rồi đó, quý vị rất tự tin. Mà tôi dám nói là khi quý vị đã tự tin rồi đó thì xin lỗi á, không có cái gì nó lay chuyển cái tinh thần quý vị được hết. Tự nhiên quý vị rất tinh tấn kiên định và quý vị rất càng sáng suốt thêm đó. Thành ra cái ý nghĩa là không câu chấp vào quyệt, quyệt tùy theo linh động. Như tôi nói tại sao nội cái dùng thái dương này thôi nè quý vị, nhìn cái hình này nè. Lát nữa là mình sẽ làm một cái thực tập, hôm nay mình nói ngắn chút xíu thôi. Ở về cái đấy thầy Vinh giới thiệu cái lý đồng ứng. Nội cái dùng thái dương này thôi nè, từ đây tới đây nè. Mà trong tài liệu châm cứu đó, người ta gọi là tam tự châm. Tức là gồm có một cái dùng huyệt ở chỗ gần thái dương này đó, họ đặt cái tên, từ một cái tên đó là nó gọi là đại khái nó là gồm có huyệt huyền lô, huyệt huyền ly và huyệt khúc tân. Thì ở cái dùng huyệt này nè, mà ba cái dùng huyệt đó đó, họ châm một cái kim từ trên đi xuống xuyên xuống, gọi là tam tự châm. Nhưng mà không giải thích được cái lý do là tại làm sao họ chăm như vậy và bệnh gì họ chữa như vậy. Mà trong khi đó chúng ta khai thác á, trên cái dùng thái dương này đó, thì chúng ta thấy nó biểu hiện một cách rất lạ lùng như thế này nè. Cũng một cái eo nha, quý vị tưởng tượng ra được cái này chưa? Cái eo này á, cái chân tóc này nó vẽ không thấy cái eo, nhưng mà khi tôi vẽ ra về quý vị sẽ thấy cái eo nè. Cái eo tóc nè, là mí tóc trán nè, cái tóc mai nè, và cái tóc mai chỗ này, đây lo tai này. Thì nội cái này không á, quý vị đè vô đây thử á, quý vị tự lấy tay đè vô đây thử à, quý vị sẽ thấy nó có một cái hốc.
cái hốc đó đó, thì tôi đưa vào tới một cái ý niệm á, tức là nếu nói theo ngày xưa đó, ở chỗ mà Bất Lập Văn Tự đó, họ lấy đất dưới trời thôi, họ làm tượng của hai quẻ âm dương, đất dưới trời thôi, hai tượng của hai quẻ âm dương. Thì nếu bây giờ chúng ta dùng cái nguyên tắc này đó, chúng ta áp dụng á, công theo công, gãy theo gãy, nhọn theo nhọn, gồ theo gồ, khuyết theo khuyết, mềm theo mềm, cứng theo cứng, ngoài theo ngoài, trong theo trong, chúng ta sẽ thấy nồi cái eo này không, nó giải quyết vô số điểm. Tôi nói nồi ở đây ha, quý vị để ý tôi nói cái này, mình gì mình coi tướng diện chơi thôi nha, mà tướng diện thì nó đi kèm với bệnh học, tại vì nó quan niệm, nó quan hệ biểu lý, tức cái gì bên trong á thì nó sẽ hiện ra bên ngoài. À, quý vị cứ quan sát người ta ở hai cái thái dương này thôi nha, hai thái dương này, mà quý vị thấy nó nổi mấy cái cọng gân lên á, thì những người đó nó 10 người hết 9 người rưỡi đó, đa số bị huyết áp cao nếu nổi những cọng gân này. Cái thứ hai á, nếu mà đã nổi những cọng gân nó như vậy rồi, khi mà huyết áp cao rồi thì nó cái gì nó sẽ xảy ra, quý vị sẽ thấy nè, một mà nó sinh ra tất cả nè, là nó sinh ra cái gì, nó sẽ sinh ra có thể là nhãn áp cao, gọi là huyết áp cao dưới đáy mắt. Nó sẽ sinh ra cái gì, nó sẽ sinh ra cái chứng cao huyết áp thông thường. Nó sẽ sinh ra cái thứ ba là cái gì, nó liên đề là trụy tim. Nó sẽ sinh ra cái thứ tư nó bị cái gì, là có thể là rất là dễ bị stroke. Thì như vậy đó, nổi một cái lõm này thôi đó, ta giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề ở cái lõm thái dương này. Tôi nói thí dụ đơn giản nè, quý vị chà như vậy ha, quý vị nắm tay nè, quý vị thấy thấy như tôi có cái cọng gân nè, ha, quý vị chà xiên theo cái đường xiên này nha, đường xiên theo cái xương trán nè, tức là từ cái điểm gãy của lông mày, quý vị chà xiên vô thử nè, trong nè, quý vị thấy ở mà nó có cái cộm á, có nghĩa là chúng ta đã có cái triệu chứng của vấn đề huyết áp à. Đây, thấy vô quý vị nhìn này ha, nhìn ông Quynh này đây. Quý vị lấy cái điểm gãy của cái lông mày, nó có cái lõm chỗ này ha. Có lõm này. Quý vị chà xuyên từ dưới này đi vô nè. Đó. Thì người bệnh á, chính người bệnh làm á mình cũng biết nè, mình nghe nó cộm đó, Quynh có nghe cộm không? Dạ có. Đó. Đó, thì cái chỗ đó đó là nó ảnh hưởng cái gì? Lát nữa tôi sẽ giải thích. Đó là mình chỉ chà vậy thôi nha. Bây giờ mình lấy tay mình làm vậy nè. Mình gõ vô cái điểm này thôi, cái eo này nhỏ này thôi nha, cái tác dụng nó lại ra khác. Mà mình vuốt như vậy nha, thôi nha, cái hồi nãy là mình vuốt sâu vô trong cái gì, bây giờ mình vuốt về thôi nha, tác dụng nó khác. Vì nó khác cái gì thì tôi nói thí dụ đơn giản là quýnh ba chiêu thôi. Nếu chúng ta lấy cánh tay đó là một điểm gãy, giữa cái vai và cái khớp vai là một điểm gãy gì, thì cái đường xiên này này nó đồng với cánh tay từ đây tới đây, cho nên những người bị mỏi cái vai đó dở không lên đó, tôi chà ở đây đó, cái tay dở lên, đó là trường hợp nó bị mỏi ở cái cô ở chỗ cái cơ delta đó, thì chà ở đây dở lên. Mà cái người mà năm ngón tay á mà co vào được mà mở ra không được, dính luôn á, thì tôi lấy đây tôi gõ vào đây á thì nó bung ra. Quý vị thấy khác chưa? Còn bây giờ nếu như bụng to như tôi nè ha, và bây giờ thấy quý vị thấy bây giờ đẹp không? Chỉ có chà hai đường xiên này thôi là nó liên hệ cái gian sườn, mà gian sườn á là liên hệ tới hai huyệt lớn của tất cả những tạng, tức là bên tay mặt là thuộc gan, bên tay trái là thuộc lách, cho nên người ta nói hai huyệt chuyên môn ở hai bên hông này này là hai cái huyệt hội ở các tạng. Tức là ta có lục phủ ngũ tạng gì mà sáu tạng đó đó hội như hai bên này nè. Cho nên quý vị thấy trong võ học á, người ta quýnh vô định quyệt á là lên cũng hai bên này là trọng đại đuổi ra liền. Hoặc là nó ra tụi mấy người mà boxing á, họ lo họ thủ cái mặt trên sợ bị đánh á, thì anh này anh chơi ăn gian, anh chia đơn, anh thọt hai bên hông này là trọng tài phải kéo ra, không thôi quýnh bể lách chết. Cho nên thấy nó là đơn giản nhưng mà nó không đơn giản. Trong khi tôi chỉ mà chương môn thì nó chủ gì, tất cả những cái gì nó thuộc về tạng á, nó nói ở đây, cho nên chà hai cảnh này này, chà xiên này này, nó ảnh hưởng ở hai bên dù chương môn
tức là nó hội hai huyệt gan và tỳ, nó làm cho cái bụng xẹp đi. Nếu quý vị về nhà quý vị siêng á, quý vị làm mỗi buổi sáng á, nó trung tiện, hoặc ăn xong mà cảm thấy đầy bụng, quý vị chà như vậy á, lại này quớt, nó quớt xuống hẳn á. Quý vị biết bữa trước cái quần này tôi mặc á, còn bao nhiêu đây nữa mà gài không vô. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, đó tôi chứng minh cho quý vị thấy, nghĩa là đây là một cái phương pháp mà tôi tìm ra được á, tôi thấy cái lẽ thật của nó rất lạ lùng. Rồi cũng nữa chứ gì, hồi nãy mình nói gì, năm ngón tay nè, cẳng tay nè, ha, à, rồi hai bên sườn nè, ha, à, rồi cái gì nữa, mắt, mắt của mình á, chà ở hai bên đây á, nó làm cho sáng mắt. À, nghe thanh nở dinh nên nổi cái vùng thái dương không, cho nên quý vị thấy á, quay trở lại cái khoa học hiện đại, tại sao ngày nay người ta bắt quý vị đi mô tô xe cồ phải đậu helmet, bị gì té ở chỗ này nè, máu nó ra rất là nhiều và dễ bị nửa người bị liệt. Thấy thì đơn giản như vậy nhưng mà phân tích ra là vấn đề vô cùng. Do vậy cho nên nội cái hệ thống này là không á, tôi đã gần gầy gò bằng gầy gò mà tôi tìm đó, gần như là say mê thích thú lạ lường. Bây giờ đi sâu vô nội tạng nha, cái gì bên biểu lý, cái gì nó thể hiện ra bên ngoài, tức có nghĩa là nó mang cái tính dương và âm á, tức là bên trong nó phải có cái tương tác, gọi là quan hệ biểu lý là trong, biểu là ngoài. Thì nếu nói ông vô này là dùng huyệt chư môn, nếu nói là phía ngoài tức là dưới hạ sườn, thì bên trong nó là cái gì? Đối với phụ nữ nó là tử cung, cái eo này thôi. Cho nên những người bị về tử cung á, có người nó to gần bằng cái trứng gà đó, mà tôi dùng cái mai hoa châm ngày xưa đó, chỉ gõ thôi mà nó tiêu cái bú rồi. Thì đàn bà nó là bị tử cung, còn đàn ông thì bị cái gì? Đàn ông á, là nếu mà đau ở vùng thái dương thì nhiều á, dễ bị lão hóa, mà dễ bị lão hóa thì bị cái gì? Nhiếp hậu tuyến, cũng một cái eo này thôi. Do vậy cho nên á, gần như suốt một cuộc đời tôi đam mê cái vụ này. Tôi không biết tại sao lạ, trời đất sanh ra chỉ có một điểm đó thôi mà nó đẻ ra không biết, nghĩa là vô số vấn đề. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy á, một mà nó sinh ra tất cả. Nếu từ cái nhân này này nó gặp một cái duyên khác thì nó biến ra cái hát cái gì. Cho nên trong y khoa người ta có nói cái chuyện đó đó, cha ở nhóm A, mẹ ở nhóm B, cha không mù, mẹ không mù, mà A với B cộng nhau đẻ thằng con ra mù. Tự nhiên nó thông minh nhẹ mà không giải thích được lý do tại sao nó nằm ở cái nhóm đó, thì nó vô như vậy là nó ra như vậy. Do đó nên sự tương tác nhân duyên này đó, chúng ta thấy nó thiên hình vạn trạng. Mà nếu chúng ta học quyết á, là tôi khẳng định với quý vị là chỉ từ chết cho tới bị thương, nghĩa là chúng ta sẽ bị kẹt hoài trong cái dòng đó, chúng ta ra không nổi. Rồi bây giờ mình trở lại vấn đề thứ hai nè, giống như trong võ học á, ông thầy cũng nói mày lấy tay mày chọt vô mắt rồi ra, thì bên kia nó nói là nếu anh chọt vô mắt tôi về thì tôi mới dùng về tôi chẻ như vậy gì. Thì ông thầy nói sao mày ngu quá, mày để cho nó chẻ mà mày không nắm lại vậy nha. À, thì tôi nói nổi cái này không thôi đó, ba anh này thôi đó là giải quyết cả một vấn đề. Một ngón giữa này thôi là trị cái migraine headache, tức là nhức đầu nửa bên ở vùng này. Quý vị thấy không? Cho nên tôi gõ vô đây đó, ngón tay nó bung ra là tại vì có một ngón giữa nằm này. Để thấy bàn tay nằm đâu thì có ngón tay đó. Rồi, bây giờ thiên đầu thống á, tức là migraine headache giải quyết cũng ở thái dương này. Bây giờ trong trường hợp có những người bị cao huyết áp mà ở hai bên thái dương này căng gì, lấy cái này làm đầu, lấy này làm đầu, quý vị thấy không? Mỹ nó lấy cái này nó chửi, mình lấy này mình chữa, quý vị thấy không? Thành thử cho nên trong pháp giới tướng hình không có, tự mình đặt nó ra thành đứng nó thành cái thô cái tục cái gì thôi. Mình lấy cái này làm đầu thì lập tức hai bên này nó là gì? Nếu mình lấy cái này làm đầu, đúng, hai bên này nó sẽ là gáy cổ. Cho nên á,
ở trong châm cứu cũ đó, người ta khai thác ra đó, thí dụ như tôi có cái tàn nhang như tôi vậy nè, có tàn nhang như tôi vậy nè, nằm đây nè, và dùng cái hai kẻ này này, người ta nói là trị được cao huyết áp, nhưng mà thật sự là nó thanh cái não. Là tại sao? Là tại vì á, như tôi nói á, cái hình dưới tướng nó tương quan, người phụ nữ cái nắm tay nó nhỏ hơn đàn ông, cho nên quả tim người phụ nữ nó cũng nhỏ hơn người đàn ông. Cái quả tim người phụ nữ hình như nhẹ hơn đàn ông 76 gram lận. Cái quả tim đàn ông nó to hơn. Thì người ta lấy á, cái nắm tay đó giống quả tim, cho nên người ta trị bệnh tim. Còn mình á, nếu anh không phải là tim thì một lúc nào đó nó là đầu. Cho nên chữ thủ á, mình dùng từ Hán Việt á, thủ là đầu. Thủ ngoài việc tay ra, thủ còn là đầu. Thành nữ cho nên đầu ở đâu? Thì là cái hộp sọ đó. Cho nên những dùng này nè, mình làm cho thanh não được. Do đó cho nên nếu cái này làm đầu, thì hai bên đây làm kẻ tay gì? Thì mình chà vào đây nè. Quý vị chà vô hai cái cạnh, và chà hai cạnh này nè. Mà nó có cổ mấy cọng gân nổi lên á, là cái gáy này đang cứng nha. Nhất là cái cạnh này. À, một vị tôi đưa tay thử làm thử cho nè. Khi mình làm á, cái tay mình banh ra vậy nè, thì cái tay bên này nó dùng bên này mắt cái để đó này, mà mời lên đến ngày chút xíu rồi dạ, cho nó dễ thay. Rồi mình để vậy ha, đây ngon đang thấy cái này giữa làm đầu, thì cái này nó sẽ làm gáy cổ vậy, thì đặc biệt cái ngón này từ đây ra đây á, nó phải tức là ra chi tay ha, thì mình lấy cái tay mình đè vô này nè, tay bên này á mình thọc vô này, thọc vô chỗ này nè, mà nếu anh nào cao huyết áp á, là chỗ này nó có cọng gân nó nổi lên, thọt vô đây đó, đó nghe vậy nè, hơi cộm đi chút xíu á, là cái gáy cũng có vấn đề đó, nó hơi cứng á, tức là tự mình thăm cho mình mỗi ngày mình sẽ biết thôi. Rồi bên này tay bị ngược lại rồi, sau khi trà sống gì, nếu bây giờ mình lấy cái này làm đầu thì mình lấy cái này nó làm tay rồi, cái gì là gân cổ gáy đấy, gì thì đằng trước mặt của cái dùng đầu á là liên hệ tới mặt và cổ họng không, đúng không? Cho nên mình trà ở chỗ này nè, có nghĩa là làm cho thanh cái buồng họng và đồng thời nó thông cái phổi luôn. Nó thông cái phổi luôn. Cho nên á, những người bị bệnh xỉn á, ta chà cho đây họ đau phải chịu không nổi. Đó. Rồi bây giờ mình quay lại nè. Khi bây giờ cái trạng thái miếng thiên nha, nắm tay nắm lại. Lấy nắm tay làm đầu thì cái dùng cổ tay là cổ gáy. Nè, nó hơi ngưỡng ra vậy phải không? Thì cái này nó là hộp sọ, hồi nãy mình làm ở thanh não gì? Thì cái này là cổ gáy, cái này là cổ họng. Do đó cho nên mình chà từ đây đi lên nè, mà chỗ này mà đau á, có nghĩa là cái gáy đang cứng. Nhất là những người bị cảm cúm á, ta đè vô đây họ chịu không nổi. Đang cúm á, ta đè vô đây họ chịu không nổi. Vì hai vai họ cứng lắm, chứ cái gáy nó rất là đang bị cứng. Thì chà đây sống gì? Làm cho nó thông thế này, lật ngược phía này, chà từ trong này chà ra. Thì mình lấy ngược lại nè, cổ này này, hồi nãy mình để chiều này á là cổ họng, bây giờ mình để chiều này á là cổ gáy, mình để cái này á là cái vai, mình lấy cái này á làm nách, mình lấy cái này làm cánh tay. Do đó mình chà từ đây ra đây nè là làm cho thông cái cánh tay này, mà mình nắm lại vậy đó, lòi cái cục thịt này đó là tương ưng như cái cục này của cái đọt xô này. Cho nên mình chà dùng việc hợp cấp á, nó cũng nhẹ vai và dỡ cái tay lên được, mà nhẹ cái nách. Mà đã nhẹ cái nách rồi gì, thì theo chiều dọc phải nách nhẹ, thì háng nhẹ. Do đó cho những người bị thoát, bị bẹn, hoặc là bị sa tử cung, bấm vào dùng việc hợp cấp này dẫn thăng lên như thường, mà không bị rách thành bụng. Như thế, một cái điểm đó thôi. Dạ, xin cảm ơn. Thì giới thiệu với quý vị như vậy, quý vị học cái tinh huyệt để làm gì? Quý vị xác định cái vị trí việc để làm gì? Bây giờ trở lại vấn đề tại sao tôi nói như thế? Là cái này muốn đính chính thêm một cái vừa rồi đó, có nhiều vị chưa có hiểu. Nếu chúng ta nói, thí dụ như lấy đơn giản như quyền nhân trung à. Khi chúng ta bị ngắt xỉu á, người ta đè vào quyền nhân trung để người ta bấm. Khi bấm xong rồi cái gì? Mà bệnh nhân thấy đau ở đây á, tức là bệnh nhân mới tỉnh, đúng không? Đúng không? Như vậy á, khi ta bấm vô cái việc đó đó, mà ta bấm cho tới khi nào họ đau á, cũng như ta cạo gió đó, ta cạo tới chỗ khi nào họ chỗ đó họ đau á,
thì cái đó là cái gì? Cái kích thích, đúng không? Tác động hay là kích thích giống nhau cái gì? Ta kích thích rồi phải có một khoảng thời gian nó mới đáp ứng trở lại chỗ đó. Cái chỗ nó đang tê dại mà mình bấm lại chỗ đó nó sống lại thì người bệnh mới cảm giác đau gì. Như vậy cái giữa cái kích thích và cái cảm ứng nó có khoảng thời gian, đúng không? Đúng không? Còn ta dùng cái sinh quyệt này này, cái kích thích và cái cảm ứng xảy ra đồng lúc. Thí dụ bây giờ tôi đang trướng cái bụng đây, tôi lấy này tôi chà hai bên này, tự nhiên sao bên này không đau mà bên này đau quá tôi cứ chà, một lát tôi nghe nó nhẹ cái bụng. Thì như vậy giữa cái này và cái này có một điểm tương quan thông qua một cái trung gian của anh thứ ba là cái anh não. Anh giải quyết cái gì đó kệ ảnh, nhưng mà khi tôi tập trung tôi chữa bệnh có nghĩa là não đang focus, thì tôi đưa một tín hiệu gì đó lập tức nó cảm ứng gì ngay cái bụng tôi liền, thì kể từ giờ phút đó cái đó tên là cái bụng. Rồi hôm sau nó đổi chiều, nó đổi tên khác kệ nó. Do đó cho nên cái sinh quyệt và cái có nghĩa là nó khác cái định quyệt. Cái định quyệt quý vị thấy các châm gia đó, ngày xưa người ta học phải cầm cái kim tùy theo quyệt, chứ quyệt hoàng khiêu ở dưới vùng mông này, người ta châm cái kim gặp bằng chiếc đũa dài vậy nó mới sâu vô ở cái lỗ xương chậu được. Còn trong khi bây giờ đó, chúng ta thớt nhẹ như vậy này thì đau trên da đầu mà nó quớt. Hoặc là mấy người bị đau thần kinh tọa này nặng quá gì mà đối với phụ nữ mình ngại quá, đi chùa đi chiền bóp mông người ta kỳ vậy. Nói bà làm đi, bà làm cái này phải không, nghe cho kỹ nha, bà làm cho tôi làm à, nắng bên này thử bóp này, ôi sao đau quá, ráng bóp đi, bóp thử, đứng lên đi, nó nhẹ quá hết à. Thì như vậy điều đó quý vị thấy ra xe là cái gì? Hồi xưa đó đạt tới cái trình độ của châm gia nó phải học về cơ thể mà này, biết độ sâu độ cạn đồ này kia. Do đó khi châm vô mà chưa có quớt á thì phải làm gì? Phải nhúng cái kim, tức là phải kích thích, phải không? Phải tác động kích thích cái gì? Hoặc đôi khi ông thầy ông chơi ăn gian ông chi đơ mình không biết, ông lắc cái kim về trái, ông kích thích về trái theo cái thuận tay của ông. Thằng học trò hỏi thầy làm gì vậy, nó tào tạ. Qua bữa sau cũng châm một người khác như vậy, dây về trái không ăn, ông thấy về trái không ăn quớt, ông quay mạnh về phía mặt giống như mình mở chìa khóa vậy á, tới giờ bên mạnh nó ăn. Người học trò hỏi thầy làm gì, nó tao bổ, toàn là bị chi đơ. Ta không học được cái lý đó cho nên đôi khi chúng ta kẹt hoài. Còn nếu quý vị quánh trúng quyệt á ha, thì cái nhân thần nó hiện ngay tại đó vào lúc bây giờ, âm dương đồng một thể, tức là cái kích thích và cái cảm ứng đồng lúc, giống như chúng ta chơi 500 vậy. Nghĩa là 500 ăn là em để đây, anh đẩy vô cùng cực là nó đẩy, mà khác cực nó hít rõ ràng. Chứ không có chuyện mà nói là tôi đẩy vô nó quớt. Nghĩa là khi ta trà trên sinh quyệt đó, nó ứng hay không ta biết. Mà nó đã không ứng thì bỏ đi, đừng cái xài đó nữa, là mình làm cái quyệt khác. Do đó cho nên tụi tôi mới đưa ra một cái nguyên tắc đồng ứng bất cưỡng cầu. Tức là chỗ nào có đồng mà nó cảm được với nhau thì gọi là ứng, mà ứng thì mới dụng, mà đã dụng rồi thì dục nó đi, đừng nhớ nữa. Ủa qua xong phải bỏ bài à, chứ mà ôm theo để làm gì? Bữa trước nó dày, buổi sáng dày, buổi chiều nó khác rồi anh nữ. Cho nên mình thay đổi nè, tôi nói thí dụ cũng cái lõm này nãy gì, lõm này nè, bây giờ mình chà vô đây mà họ đau á. Ủa cái bụng cũng có, cái gáy cũng không, các ngón tay cũng không có, ai là ai dè quá ra nó đang thốn gót chân. Bữa có một gì ở đây đang bị thốn gót chân, chỉ đụng nhẹ vậy thôi cái chân nhẹ nhàng lên, không còn đau nữa. Mà quý đó quý vị thấy không, tốn tiền cho nhà nước một đôi giày đó không 250 đồng, một cái quyệt này thôi. Một cái bú tử cung khi mà nằm ở trong đó mà làm vô nó này tan á, quý vị tính là một ca mổ bao nhiêu tiền. Thành nữ cho nên nếu chúng ta làm được cái điều này đó ha, thì quý vị sẽ thấy rằng là quý vị sẽ thấy cả thế giới tam thiên đại thiên là cái não của quý vị. Quý vị mới nhận được cái câu một là tất cả, mà tất cả là một. Chứ còn người ta nói chuyện triết gia ngoài đời, người ta nói một là tất cả đang một, chứ đó chỉ là cái dỗm dáng nè. Anh chưa có nói, anh chưa đụng, anh chưa biết. Mà tôi dám nói rằng khi quý vị đụng cái này, quý vị có kết quả rõ gì? Quý vị thấy cái lý rõ ràng trước mắt, tri hành hợp nhất mà không cần tìm đâu ra.
mà cái thước đo giữa tri và hành cách một cái biển Thái Bình Dương, biết là một lẽ mà làm là một lẽ, mà trong khi cái này mà quý vị làm đúng đó hả, tri hành hợp nhất rõ ràng đúng là ra mà hãy không không đúng là trật vậy đó, là tại vì nó trúng quyền. Cho nên mình làm trúng mình nó mang cái kết quả nó đến rất là nhanh. Thì như vậy tôi chỉ nhắc lại một cách gọn, bữa nay chúng ta chủ yếu dành thời gian thực tập như cái vùng này nãy. Quyệt đối với chúng ta ở đây là sinh quyệt, do đó sinh quyệt có nghĩa là kích thích và cảm ứng đồng lúc, chứ không giống như định quyệt, tức là kích thích và cảm ứng đồng lúc, dương và âm đồng lúc. Trên từ đơn giản nhất là dương và âm. Dương và âm là khí hóa chứ không có gì hết, nhưng mình đừng nghĩ nó là dịch đứt dịch liền. Dương và âm có nghĩa là như vậy, dạng hữu này không ngoài âm dương, âm dương mà tách lìa, âm dương gọi là âm dương đối lập á, hay là âm dương quân bình á, chứ hai mặt dương mà theo dương mà âm theo âm á, mà nó cân bằng nhau á, là hai này chết. Không bao giờ có cái chuyện dương âm đối lập. Do vậy cho nên dương âm phải làm sao? Dương âm phải luôn luôn hỗ tương. Dương âm phải hỗ tương. Trong dương phải có âm, trong âm phải có dương, nó quyền với nhau hoài, như vậy nó mới linh động, nó mới sống. Cho nên con đường âm dương có nghĩa là con đường của khí hóa, con đường của năng lượng, chứ không có gì khó. Nhưng tại mình hiểu theo cái kiểu hình tướng cho nên mình cho nó sai. Chứ còn thật sự ra cái cơ thể của mình nó đang trên con đường của cái dòng năng lượng không biến bất biến này nè, quý vị thấy nó y chang như chúng ta học vật lý hồi nhỏ, nó là cái nguyên tắc bảo toàn năng lượng đó. Điện năng sinh ra nhiệt năng, nhiệt năng sinh ra công năng, công năng sinh ra hóa năng, cứ thế mà chu lưu biến hóa. Thì con đường khí hóa trong cơ thể của chúng ta cũng không khác gì như vậy, cho nên tự nó tạo ra cái năng lượng. Cho nên chúng ta nói chúng ta chữa bệnh, chứ thực sự cơ thể nó chữa bệnh cho chính nó, mà vì nó mỗi ngày nó giải quyết bao nhiêu tỷ vấn đề, nó không đủ thời gian để nó giải quyết, nó nhờ chúng ta hết một cái điểm nhạy cảm đó, tạm thời người ta gọi là cái sinh quyệt. Chứ thật sự chúng ta không có chữa được cái gì hết, tự nó chữa cho chính nó. Bởi vậy mới đúng cái lý nhân thân tiểu vũ trụ, con người và vũ trụ không khác nhau. Ta phóng quế vào trong vũ trụ biết bao nhiêu, mỗi một ngày biết bao nhiêu tấn. Thế thì vũ trụ nói với ai? Vũ trụ tự recycle chứ, đúng không? Vũ trụ tự chữa, vũ trụ kêu ai bây giờ? Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ăn một chất nó thấm vô được thì nó thành dinh dưỡng và dưỡng chất, nó sẽ biến thành năng lượng. Ăn không được nó đẩy ra là chuyện của nó. Do đó cho nên nói tóm lại, con đường vận hành như vậy đó là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Cho nên chúng ta, cái câu người xưa nó thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong, là như vậy. Ta thuận theo thiên lý là ta sống, mà ta nghịch thiên lý là ta chết thôi. Đó. Như vậy cho nên cuối cùng đi tới chỗ là không có ai chữa ai hết. Nếu ta biết cái đó, tự ta khai thác những cái điểm sinh lộ đó, tự động nó sẽ vận hành theo cái nhịp nhàng đó thôi. À, quý vị thông cảm được chỗ đó chưa? Cho nên tôi ráng tôi nói cái này để quý vị cảm thông, là quý vị tự tin rằng quý vị có khả năng làm được. Chứ đừng có nói chỉ có tôi, ai cũng có khả năng làm được. Nhưng mà vấn đề làm được tới cái mức độ nào, mình phải thực tập nhiều lần thì mình mới biết. À. Rồi, bây giờ mình ngưng ở đây để quý vị nào có một cái bệnh nào đó mình thực tập để cho nhớ nè. Rồi, lên đây. Rồi, thưa cái máy đâu quá xa. Thầy nên dạ. Có câu hỏi chút xíu thôi thầy. Dạ dạ được, dạ tự nhiên. Dạ. 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 Thầy đang chữa bệnh hả? Dạ, thì tôi nói đây, ông thầy đồng ý. Không đồng ý. Thì thưa với thầy đó, thì ở trong cái dùng thầy nói đó thì yeah. Học được thầy vấn đề lý thuyết, thì theo tôi là đàm hạnh. Yeah. Thì hôm qua tôi gặp thầy, nhưng bữa nay học hỏi của thầy thêm thì mình trao đổi. Thì ở trong cái não mình đó, yeah, thì cái tiếng tùng với tiếng êm. Yeah. Mà khi mình kích thích cái đó, yeah, thì tôi nghĩ là mình kích thích vào cái tiếng tùng tiếng êm. Yeah. Mà khi cái tiếng tùng tiếng êm nó hoạt động đó, yeah, nó sẽ tác động đến những cái vùng nào
vì cái tuyến tượng tiếng em nó cần cho hết cả cơ thể. Yeah. Mà khi cái gì mình tác động vô đó rồi mình nghĩ cái chỗ nào đau đó. Yeah. Tự nhiên nó thầy nói đó là automatic nó đến nó chữa bệnh. Yeah. Rồi theo trong sách đây mình coi về vấn đề mấy cái sách thiết công ở trong túi đó thầy. Yeah. Thì tôi nghĩ là cái đó là thầy đưa cái đó là ngày đưa vô cái tuyến tượng tiếng em trong cái não của mình. Yeah. Thì còn cái phần mà thầy nói với cái cánh tay đó thì cũng học hỏi rất là hay. Yeah. Thì cái gì nó cũng tác động hết. Dạ xin tổ chức vấn đề mà đó mà không biết có liên quan hay không với thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn. Yeah. Cái đó cũng đúng thôi. Là tự vì sao? Bởi vì như ta biết là tuyến yên là tuyến tạo ra hormone gì. Dạ. À, mà tuyến yên là tuyến quyết định giới tính. Đúng không? Mà năng lượng của con người đó là trong đó có giới tính. Cái năng lượng của dương là phải ra dương chứ. Năng lượng của âm phải ra âm chứ không thể mà anh dương mà anh xìu xìu anh đỡ được, đúng không? Rồi cái giới tính nó rõ ràng nó cũng thể hiện là gì, râu và tóc, đúng không? Nó khác biệt. Thì trên cái này tôi chưa dám đi nói sâu vào trong cái hệ thống đó, là tại vì đó đôi khi nếu chúng ta đặt sớm quá chúng ta dễ bị ngộ nhận. Nhưng mà tôi thấy một điều rõ ràng rằng như tôi nói trường hợp của bà Bill Clinton á, bà bị một cái cục máu tắc ở trong cái huyết quản ở trong não á, mà người ta tìm ra người ta thấy như vậy đó, cho nên nếu mà can thiệp không kịp á là cái con mắt nó đi lệch hướng nha, tức là hai anh nó không ngắm cùng một đường thẳng được, thành thử nó sẽ thấy hai vật khác nhau. Nhưng một vật mà thấy hai hình khác nhau, Mỹ gọi là bi vision, tức là chứng double vision, tức là bị chứng song thị. Mà trong khi đó nó nổi ở trên cái vùng trán này thôi, tôi nhìn tôi tìm ra được nó đó chỉ có một lẫy cái nhẹ vậy thôi nè, con mắt đang đứng trồng như vậy không liếc được mà nó trả lại ngay tức khắc. Cho nên tôi mới nói với quý vị, sinh quyệt là cái nơi thỏa mãn hai điều kiện kích thích và cảm ứng đồng lúc. Tôi thử trên ngón giữa của ngón tay nè, tôi cứ làm thí dụ này đó, giữa cái lõm này với cái này, con mắt đứng trồng không liếc được, tôi hơ từ bên này nè, chạy qua bên này, hơ từ trong này chứ, hơ theo đường thẳng này trước, hơi theo trục dương trước từ trong ra ngoài nó không quớt. Mà trong khi đó trước đó nó có người bị sụp mí mắt á, thì tôi hơi về thì nó dở mí mắt lên, thì mình chắc ăn mình làm lớn vậy nó không quớt. Tôi nói ủa sao mà bữa nay thì mình lại đờ đẫn như vậy, con mắt này bị không đảo được chứ đâu có phải là không nhắm được. Thì mình hơi ngược lại từ đây ra, hơi từ bên đây qua bên đây này, con mắt nó liếc theo vậy nè, rồi hơi ngược lại từ bên đây qua đây, tôi thử lại nha, con mắt nó trả trở lại vậy nè. Thì quý vị nghĩ sao? Tức là tại nơi đây trong não không biết bao nhiêu tín hiệu mà trong đó có cái thần kinh vận nhãn chung. Mà cái chuyện đó đó Tây y người ta tìm, tôi nói với xin lỗi quý vị, trên 20 thế kỷ này người ta chưa thấy được cái thần kinh đó. Người ta biết nhưng mà chưa giải quyết nổi cái thần kinh vận nhãn chung đó. Mà chỉ một việc rất đơn giản ở ngoài ra, tôi chỉ kích thích nhẹ như vậy nó quớt. Do đó cho nên ông bạn đặt ra một câu hỏi rất hay, tôi không dám đặt tên là như vậy. Tại vì nó, nếu chúng ta đặt tên sớm quá, chúng ta sẽ bị vô cái chỗ đó thắt cưỡng chế. Cho nên trong diện chẩn cũ á, thầy Bùi Quốc Châu có đặt một số về tuyến yên và tuyến tuần hoàn, nhưng mà tôi không dám can thiệp, tôi không dám nghiên cứu tới cái đó. Là tại vì tôi nói thí dụ như đơn giản vậy thôi. Nói là hai bên mép miệng này nè, rất là bình thường, không ai thấy gì hết. Thầy Bùi Quốc Châu nói là năm ngón tay nằm đây. Nhưng mà tới tôi đó, tôi đụng vô đây đó, tôi giải quyết cho những người bị tiểu số thì bây giờ giải thích làm sao, gọi là tiểu láo đó, tiểu hoài đó, mà đụng vô đây nó quớt. Thành nữ cho nên á, nếu chúng ta chắc trên văn tự hay hình dạng có hình ống vẽ cái ruột thừa nằm đây, thì có người cứ tác động như chỗ đó là cái ruột thừa. Thành nữ như nên cái chúng ta đang học đây là cái sinh quyền, tức là cũng một cái khấu cầu vậy. Khi thì chúng ta thấy châu Phi, khi thì chúng ta thấy là châu Á, khi thì ta thấy là châu Âu, khi ta thấy Bắc Cực, khi ta thấy Nam Cực. Như vậy sự biến động của vũ trụ vốn không ngừng nghỉ, thì tại sao ta pick ở một điểm để ta đặt tên cho nó? Mà công việc chữa bệnh đòi hỏi sự linh động, cho nên người xưa mới nói ý giả. Cái người chữa bệnh á, càng đạt đến cái mức độ của cái ý nó mới thành cái lực. Do vậy cho nên những cái gì chia sẻ với quý vị hôm nay đó là thực nghiệm
lâm sàng chứ không phải sách vở. Đó là để cho nên những gì quý vị hiểu được chúng bổ sung rất cảm ơn. Nhưng mà chúng ta đừng nên đặt cái tên cho nó, mình đặt tên nó chúng ta kẹt hoài à. Rồi, nhờ đi vô thực tập ha. Nào, dạ, nghe dạ, con bị cái hay bị nhức cái lưng á, cái lưng người ta dễ bị nổi á, ngồi nói chung là so với người ta nổi xíu là nổi á, cứng cổ cũng là cứng cứng, cái tay con cái chỗ này là không biết sao đau cầm, cái mắt con nó xuống hoặc là cầm đồ nặng, nói chung giống như bị chặt gân hay gì đó, không phải không á? À, tức là sao? Tức là chỉ có phía này thôi. Giờ con rút rút cái tay áo lên chút xíu rồi. Bây giờ con ngóc lên về nè, con nghe thử nó có đau không? Nghe đau chỗ đó không? Rồi cúi xuống về, nghe coi chỗ đó đau không? Vẫn nghe. Thì con so sánh hai thế, ngửa lên về với cúi xuống về cái nào đau nhiều? Cúi xuống đau nhiều phải không? Mà con nghe đau ở chỗ vị trí nào? Đau đây phải không? Rồi bây giờ con đưa cái tay không bệnh nha. Con cũng cúi xuống. Cúi xuống. Rồi, thầy mằng nha. Chỗ nào đau con nói. Dạ, đau. Đau phải không? Dạ, dạ. Rồi, đau đây phải không? Dạ. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giờ con cúi cái tay ra lại coi. Còn cúi nó có thay đổi không? Khi con cúi vậy nó có thay đổi không? Nó có đỡ hơn. Đỡ phải không? Gì? Bây giờ con cúi sát vậy mới ra là nghe đau phải không? Dạ. Bây giờ cái tay này cũng cúi thật sát giống vậy. Đừng có rong tay này nè, ngưng tay đó đi, relax tay đó. Nghe đụng vô nhẹ mà đau là nói không quớt nha. Đau. Đau hả? Đau. À, rồi. Rồi cúi tối lại cái đó là. Nó khác chưa? Không, nó, cái vấn đề con cứ mô tả sự thay đổi, thầy không có biểu con nó hết thì không. Khi hồi nãy con cúi như vậy con nghe nó căng nó đau, bây giờ con cúi được như vậy là cái sự nó thay đổi chưa? Dạ. Rồi bây giờ nó chạy qua chỗ nào nữa? Dạ. Thì mô tả. Dạ. Thì chạy qua. Dạ. Đâu cái chỗ... tức là cái điểm đau nó di chuyển, nó chạy qua chỗ này phải không? Dạ. Nghe cho kỹ đi, cái chỗ này hồi đó thì cũng bị, nhưng mà nãy con đau con cảm giác đau vậy. À. Nhưng mà giờ con thấy nó đau quá. À, đầu xưa đấy hai con này giống vậy nha, đừng cái con bên kia nó đi lát cái bên kia con coi câu nào nghe đau mà nói. Dạ, đau. Đau phải không? Dạ. Rồi, con thử mình đó. Hả? Bớt ha? Bớt phải không? Rồi, con cúi bên đây xuống tối đa nó. À, đó, nó đau nhiều nó mới trúng. Ha? Bây giờ chỗ khác nè. Ha? Không đau. Rồi. Hả? Còn bao nhiêu? Phải 70% còn không? Rồi con nghe lại đi, con nghe lại cái điểm đau nó như thế nào, nãy nó đau đây, bây giờ con nó đau đây, nghe nó đau đâu? Nghe chỗ cái gân, chỗ cái khớp thôi. À, nghe khớp phải không? Dạ. Rồi bây giờ con ngóc lên lại coi, thay đổi nó khác không? Con nó đau nhiều hơn không? Không, ngóc lên nó đau bằng phút chứ. Ok, được chứ, nghe khớp này. Nghe đau nó nha, đau bên này chỗ nào nó. Vô cái kẽ nó trúng rồi nè, cái cạnh của thầy nó mới vô rồi. Thử anh. Còn cái lưng nó bị chặt, nó bị cong. Đây phải không? Hay đây phải không? Chính xác. Vậy thì con không có chính xác. Đó đó. Nó quét cái chỗ này bấm vô nè. Thì con có lắng nghe nó, con biết được chính xác nó gì, rồi thầy hướng dẫn về con chịu được bên đây nó mới quất. Ok, rồi thôi rồi, bây giờ bỏ nó đi. Ok, nói tóm lại là hồi nãy cúi xuống nhiều cũng được, giờ cúi xuống khá hơn mà vẫn còn đau phải không? Giờ không thành vấn đề, giờ mình lấy thử nè, vào cái khớp này nha, gần nhất trong khu vực của nó nè ha. Giờ mình nắng này, ví dụ đây, đây đi, nắng này nè ha. Nè ha, hãy nghe chỗ nào đau nói nha.
lại nó không bị đau. Ok, vậy mà xoay lại. Đây, xoay cái ra cái áo đẹp ra. Rồi, con cúi cổ xuống chút. Ngồi ngồi hai bên này giống như cởi xe. Ngồi hai bên. Ngồi ngồi ra. À, dạ. Cái cổ cúi xuống chút. Đó, 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 thì cúi đi, thì cúi đi. Xong rồi ngẩng lên. Rồi ngửa ra. Đó, trong hai thế đó, thế nào đau nhiều nhất? Thế nào đau nhiều nhất? Dạ, không có đau. Như mỏi rồi hả? Dạ, nó cứng. Cứng. À, ok. Mỏi, rồi. Giờ cha nhẹ nhẹ. Cái chỗ đau là đau ha. Rồi, bây giờ. Rồi, bây giờ thì cha kế bên này nha. Chừng nào mà đau bên này nói nha. Không có đau bằng chỗ nào. Rồi, rồi, bây giờ nghe chừng nào bên này đau rồi nói. Dạ, đau chưa? Đau rồi phải không? Bây giờ thầy đụng lại trong phía này này còn đau không? Đụng mạnh thì đau. Đụng mạnh thì đau. Đụng nhẹ đau phải không? Vậy là lại bên đây nha. Chừng nào bên đây nó nhạy cảm đau rồi phải không? Rồi bây giờ đụng là đụng mạnh nè. Còn đau không? Rồi bây giờ khom thử ra nghe chỗ này còn căng không? Rồi ngửa lại thử coi. Rồi cái điểm này nó thay đổi chưa? Con cuối xuống, không có nhiều được là do con cuối không nhiều hay là do cuối không được nhiều này? Không có, cuối nó tới đó thôi chứ lại đâu ai cuối được hết nữa. Cái sự sống khổ nó có nhiêu đó thôi. Nó đâu có dài được nữa đâu mà con cuối như cổ cò thôi. Cuối như chậm á. Rồi bây giờ cái mỏi, cái cơ này còn nghe mỏi không? Dạ. Bớt rồi phải không? Rồi, cái lâu, cái lâu, cái lâu, cái lâu, cái lâu. À, thì đó, bây giờ để chỉ, bây giờ đây, việc thứ nhất nè. Có, lên chỉ nè, lên chỉ. Quý vị học luôn nha, học thực tập luôn nha, quay đi. Quý vị nhìn thấy mà bệnh để lâu á, tự động nó báo một cái tàn nhang đó. Nó để cho mình một cái tín hiệu, để cho mình tìm á. Cái bệnh nào nó đau lâu chỗ nào, tự động nó sẽ để một cái tàn nhang vô đó. Thấy không? Mới vừa đụng vô đây nó ra đau à. Quý vị lên, quý vị quan sát nha, chứ tôi không có chế ra vô này được nha. Nhìn thấy cái tàn nhang không? Thấy không? À, thì cái chỗ này nó cổ nói là mới vừa đụng vô câu chuyện không nổi. Thì chúng ta dùng cái cột sống đây nè. Cột sống này là làm trục đối xứng. Ta chỉ ấn nhẹ bên đây thôi. Mà bên đây quất. Tức là hồi nãy đó bên này nó không có cảm giác. Bây giờ đụng vô á, nó lại có cảm giác rồi là tự nhiên nó đau. Mà nó đau thì bên đây nó nhả. Khi nó nhả cái tàn nhang nó còn rồi. Nó vẫn còn. Tới một xài thời gian mà nó hết bệnh hoàn toàn thì cái này nó mới biến đi. Tức là máu nó sẽ thay đổi cho đó. Thì tự động cái tàn nhang này nó biến đi. Đó, mình chà cho nó rồi xong rồi gì? Bây giờ mình tới điểm thứ hai, hoặc là bây giờ đau đây. Hồi nãy mình chỉnh đây là mình đấu xứng ngang cái gì? Mình có thể trong trường hợp nếu mình lấy bên đây mà không có trong pháp ứng biến á, mà bên đây không có nó sinh quyệt á, thì chúng ta lấy cái trục ngang này nè của cột sống cổ này nè, chúng ta làm trục đấu xứng, tức là lật từ đây tới đây bằng một đoạn từ đây tới đây. Đó, đây bây giờ mình nâng cái cầm này lên nè. Mình đưa cái chỗ này vô. Mình có thể chà vô chỗ này nè. Đó. Hoặc là mình chà bên đây. Đau. À, bên này đau ha. Còn bên này không đau. Đau luôn mà chưa kịp nói rồi vậy thì tốt. Bên này đau nhiều hơn. À, bên này đau nhiều hơn thì lấy bên đây. Nó đi chéo vậy đó ha. Đó, làm vậy đó. Rồi, xong thử rồi. À, cổ coi nó dễ chịu không? Dạ, nhẹ. Nhẹ phải không? Nhẹ như vậy đó, mỗi ngày tự làm nè. Ngó thầy nha. Nè, được không? Quay này nổi không? Thấy cục xương này không? Thấy cục xương đó, cục xương cứng đó ha. Con bớt nè, con đang lấy tay thầy bớt lại cho con coi. Nhớ hy sinh mấy móng tay nè. Đó, bớt hai bên đó, nó kích thích cái đó, nó đã lắm. Mà sau đó rồi cái gì? Nó làm cái trung tâm tiếp chuyển vô tới đây. Nó đặt một cái tên là não hồ. Đó, những cái tên này bây giờ mới càng nhớ nè. Tại vì đi vào khu Little Sài Gòn, đi vào Santana mà không có cái bản đồ trên freeway chỉ Little Sài Gòn ở đâu thì không thể tới Phước Lộc Tọa được. Thì ít nhất cũng phải có một vài điểm để nhớ quyệt. Nhưng mà không cần thiết cái điều đó lắm. Miễn mình nhớ chỗ đó là hợp sọ là được rồi. Mình kích thích vào đây là cái máu nó sẽ bơm cái oxy lên não làm cho thanh cái não. Cho nên cái đầu nó nhẹ, nó không bị chóng mặt. Kích thích như vậy. Sau khi mình chà hai việc đó xong. Tỉnh không? Đau quá tỉnh hả? Không ngại. Tại con mai mốt con về con làm con sẽ thấy vậy. Xong rồi gì? Rồi ngồi quay lại. Chỉ cái điểm.
cái này nó đòi hỏi thấy vậy chứ công phu nữa nha. Để lớn tuổi rồi mà bị vụ này nó là huyết áp nó trầu sụp hoài á, mà đôi khi mình cứ tưởng là huyết áp cao mà mình uống thuốc á, ai về đó nó thuộc quá là đi nhà thương luôn á, nắm tay lại vậy ha. À, về mình lấy cái này là não nè, hồi nãy cổ nói có đau ở này thì quý vị thấy không, chính cái biểu hiện đau này cổ tay tức là cổ gáy có vấn đề. Rồi bây giờ ngóc thử coi, ngóc với lại co lại thử coi cái chỗ này nó còn mỏi không. Đương nhiên nó chưa 100%, nhưng mà tôi hỏi là có thay đổi không. Rồi tại vì giờ đó mình làm tiếp xong á mình mới chà cái tay này, con nắm cái tay lại ngóc nè, đẩy nhẹ nhẹ vô vậy nè ha. Không chắc nóng có lực á, gọi là tay vô lực á. Rồi xong tay này chà này cái gáy thông à, nhưng mà nó chỉ con gáy là cái nắm nắm mà. Cái tay mà không lực á mình cứ xịt. Chỗ nào đau thì nói nhau. Rồi mở ra, mở ra. Rồi, chờ đó, mày thử nha. Đây. Cái này đó, mấy con có để ý là trên cái trán con nó mà nó nổi những cái đốm màu đỏ nhiều không? Nhiều không? Con nghĩ vậy đó phải không, nhưng mà với thầy nó khác. Đây, đây, kích thích nhẹ nè, nghe thử chỗ nào đau nói. Đau ha, thầy đau phải không? Rồi, thầy thử bên này. Không đau phải không? Bên này đau phải không? À. Rồi, giờ con bóp lên tay là thử cho nó có lực không? Đổi ha, tức là cái tay có lực hơn ha. Đó quý vị thấy rằng á, quý vị chỉ học có một vùng đó thôi á, và từ sáng tới giờ tôi nói đó, giờ tôi chứng minh cho quý vị thấy đó, hả, thấy không? Rồi lên đây tôi chỉ cho coi, đặng mình học nè, mà cái này không qua tướng cho ai hết nha, mình chỉ chữa bên trong chính mình thôi. Hầu hết những người mà bị như vậy đó, là cái tinh thần yếu đó, nó bị những cái này, đốm nhỏ nhỏ này này, cái gân xanh, còn kia nó đang chìm, còn những cái điểm nó biểu hiện ngoài da này, những điểm đỏ này. Cái giống nhỏ 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 này nè, đó là nó trạng thái đó, là những cái vi ti thần kinh, vi ti huyết quản dưới da đó, nó nuôi không đủ cái nào, cho nên cái function của nó đó, nó hoạt động không bình thường. Cái function nó ba hồi dày, nó ba hồi khác, cho nên con chịu khó vậy, con kích thích mấy việc thầy dạng vậy chứ con tập đưa tay thì chị đây vậy. Chị thì còn yếu, bây giờ muốn còn yếu đó thì đây đây nè. Ha, lên cho này, ha, ha, thấy cái đốm đỏ này không? Ha, bây giờ đụng nhẹ, không có thấy gì hết ha, rồi qua này, đau ha, nhiều kích thích chỗ khác, không thấy đau, mà chỗ này đau này, xong rồi cái gì? Kích thích ngược lại bên đây, tức là bên cùng bên á, coi thử có đau giống vậy không? Nó lạ lùng lắm đó. Cái kỳ vậy. Đó. Rồi, con thử đây lần nữa đi. Vẫn còn yếu, nhưng mà nó làm việc được rồi phải không? Từ từ đừng có sợ. Đây. Để tăng cường cái hô hấp này chút. Rồi, thử lại lần nữa. Cũng còn vậy hả? Không bớt thêm. Dạ. À, không bớt thêm được rồi. Bây giờ cái tại vì nó yếu quá thì mình phải làm từ từ. Đi ở đây nha. Không nào. Thầy biết cái chỗ đó rồi. Chờ chút. Nghe chỗ nào ra mới. Đào ha. Đào cái đó là đào lắm. Cái chỗ đó nó đặt cái tên là kiên ngoại du, kiên là dai, tức là ngoài cái du huyệt á, nó nằm ở khu vực đó nè. Lấy này nhẹ nhẹ nhẹ, đau ha, đau lạ thường lắm. Bây giờ đi tiếp nè, không thấy gì hết ha, mà nó đau chỗ này nha, thấy nó như vậy nên mà nó rất khó chịu. Khi nào nó đau bên này nói
hôm nào thì sao kia mà yến nền yến cái cổ bây giờ đau rồi đó, bây giờ mới thử lại nè. Nè, bóp cái tay lại đi. Tại con không có sức hay gì á. Ừ. Mà sao tay không có bị giống vậy? Ừ, tại cái gân cổ tay này nó bị đó. Dạ. Nhưng mà nó ảnh hưởng từ cái gân cổ gáy đó. Bóp vô. Rồi, bây giờ con khoan bóp nha, thầy ấn cái huyệt này con coi nha. Đúng cái điểm đau đó nha. Dạ. Đau chưa? Dạ. Đau ha. Dạ. Rồi, bóp ngoài. Đó. Quý vị có thay đổi không? Xin lỗi quý vị đừng có quay phim nhé. Có thay đổi không? À, thay đổi đây hai. Thì như vậy á, hả? Mạnh hơn không? Đó quý vị nhìn nè, cái điều tôi nói đúng không? Tức là trơn theo trơn, liền theo liền, gãy theo gãy, cong theo cong, nhọn theo nhọn, bằng theo bằng. Đây nè, vì cái mỏi của cổ tay của cổ đó, cổ đau quá, cô không diễn tả được, là cô chỉ biết đau thôi, chứ cô không biết là nó đau theo cái sống này. Thì cũng một cái huyệt dùng chi ngoại du đó, mà tôi dùng cho cái sống này nè, càng lên cái điểm nhọn này nè thì nó càng quớt, mà đi xuống này nó cũng có điểm đau, nhưng mà nó không quớt, mà lên cái điểm nhọn này nó quớt hơn, hiểu không? Nó theo cái cạnh vậy á đó. Đó anh thử đè như vậy đó, nó không quớt như vậy. Là bị cái này nè, bị một trong hai cái cạnh này thôi, mà nó tác động cả cái ảnh hưởng của cả cái chi tay luôn, hiểu không? Cái thần kinh cổ của mình á là ở cái vùng đó nó nhiều quá, nhưng mà vì mình không biết nè, nó chi phối với cái vùng này nhiều quá, đằng sau lưng mình nhìn tới á, cho nên khi những cái đám rối thần kinh này mà nó bị ngán á, là một trong hai cái tay bị vẫn có vấn đề, hiểu không? Nhưng mà người ta trong cái lối cũ đó, người ta dùng cái từ gọi là deep tissue, người ta ấn thật sâu, còn mình không có làm cái đó, mình chỉ đụng vô nhẹ mà nó quớt là mình biết là cái chỗ nó bị rồi, thì mình tác động từ 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 nó sẽ quớt. Bây giờ cái dây này á, bây giờ làm sao dẫn cho nó ra? Cái dây này mình biết nó đau đây rồi, sao làm sao dẫn cho nó ra? Là mình biết nó kẹt cái khúc này rồi gì? Mình có thể dùng cái này mình dẫn cho nó ra. Tức là đạp mà mình chơi theo địa lôi đó, cái thu lôi á, lấy dùm cho thầy cái ghế nhỏ, cái ghế ngắn ở dưới á. Tròn. Bây giờ mình cũng là cái dây ha, mình chơi thử cái dây này coi sao. Cũng là cái dây. Mình thấy thử coi cái dây nào. Một chân nữa. Cho nó quét về kia nè. Giờ thử này trước nha. Đúng rồi. Đó, đây vậy. Nghe đây nè. Cũng một cái ngón chân mà người ta tính ở vùng này đó là một cái dây. Có tưởng tượng là được tại sao cho nó dây không? Nhìn cái này đầu. À, thì cái đoạn tiếp đoạn thứ hai này buộc phải là dây. Cái tiếp đoạn thứ ba cho này là eo lưng. Eo lưng. Cho nên những người bị cái cổ chân vùng này bị đau á, đừng có khinh thường nha, đối với phụ nữ đôi khi là bị rong kinh. Hoặc là đôi khi bị xuất huyết tử cung mà không biết. À, bởi vì nếu chúng ta áp dụng cái lý này đó, cổ đồng cổ, thì chúng ta sẽ thấy cổ nào cũng giống nhau á. Mà rõ ràng nó chia theo tam tài, nó đi như vậy nha. Bây giờ mình đẩy thử cái này nè. Đè từ ngoài vô. Đau ha. Đau rồi cái gì, mình bỏ nó. Mình đừng làm nữa, mình đi tiếp. Mạnh hơn, không đau. Thì chỗ này đau. Thì chỗ đó có khả năng để giải quyết cái dài đó. Để cho nó ra. Gọi là dẫn nổ mà. Cho thu lâu đi xuống đất luôn. À, điểm thứ hai, có thể lấy đấu xứng nè, từ đây qua đây. Ở đây đó cũng là một cái đầu. Ở đây á là một cái cổ. Ở đây á dùng việc công tôn này là cái bụng, ngực và bụng. Cho nên những người bị trướng bụng á mà người ta nghi do nó gan á, ngày xưa châm cuốn người ta châm vào đây cũng được. Nhưng mà của ta giải quyết vấn đề nhanh hơn là ta không cần cái kim. Mà ta tác động vẫn đúng và ta biết chính xác là nó đau khu vực nào nữa. Đó. Hành nữ cho nên thí dụ bây giờ đau đây nè.
mình đè vô đây vậy gì mà đau gì, ngực đang nặng mà đau đây không đau gì, mà đè xuống eo này đau gì, thì cái bụng đang nặng. Một cái anh trên xác trong tôi gọi xuống cảm ơn thì Vinh, tôi rất là cảm động trong ban đêm. Anh chào qua không quớt mà làm như vậy theo cái cách đơn giản vậy mà quớt. Bây giờ nếu lây lấy dùng này là ngực họng bụng không, thì đối diện chỗ này là vai gáy phía này nè, thấy không? Bây giờ mình đưa vô đây thử, thấy không? Không đau mà anh này chịu không nổi nè, anh này nãy đau, thấy không? Đó thì cái này là chỗ này để dẫn ra rồi kêu rồi đó. Bên này tiếp cho cái vai bên này cũng thử coi nó giống vậy không, đúng vậy, thấy không? Thành thử cho nên mình thấy như vậy đó, một thành hai, hai thành một, nó cứ biến hoài đó. Nhưng mà nó cũng không bị, về nhà dẫn anh này ra, con gác cái chân lên, con bỏ chân này xuống, con gác cái chân này lên, rồi con nắm này ra, con bẻ vậy nè, ờ thì vừa vuốt vừa bẻ rồi nè, thì nó sẽ lòi cái vai ra, hiểu không? Hiểu không? Nó giải quyết cái bả vai không? Ừ, thì cái đau đó là để nó giải quyết cái bả vai. Con vuốt không đau. Con vuốt không đau là chưa quen, bởi giờ phải plastic chứ không phải tay tay yếu. À, tay yếu nữa đúng rồi. Bây giờ làm vậy. Vuốt không được làm vậy. Ừ. Được cái tay của mình đủ thứ chơi kiểu hết mà, làm kỳ cũng được này, làm chỉ cũng được này, chưởng cũng được này, chưởng là vỗ, phải không? Nắm. Này chỉ đủ thứ á, đó làm vậy nó là dần dần nó sẽ tạo thành thói quen. Đây nè, ha, nó đau lạ thường lắm, chứ không phải là mình làm mạnh đâu. Đó. Thì nói vậy thôi, thì mỗi một ngày á con chỉ cần é đi thai bất cứ lúc nào con rảnh, con kích thích như thầy thôi, không đầy một phút. Là con mua ra con đi làm gì rồi từ từ cái bệnh con nó lui lúc nào không hay, dưới điều kiện con làm đúng cái procedure. À, thấy dương trước, hai cổ gáy sau, hai hộp sọ, thấy không? Xong đi ra các kẻ tay, rồi chui cuối cùng là kẻ chân. Ờ có kẻ tay, nhưng mà tại có ngón đeo nhẫn này thầy đờ ngại đây không có đụng, nếu mà đụng vô nó đau. Tại vì sợ trầy á, phải không? Đàn bà phụ nữ nó bị cái dù cái móng tay này nó trở ngại đủ thứ chuyện, thành nữ trên nó phải dùng ngũ âm bạch cốt cảo mà được. Này, nắm lại về chúng em. Đó, đây nè, chỗ này là cái gáy nè, là cái vai nè. Nhận ra được chưa? Nhận ra được gáy là bây giờ thử bên đây nha. Không đau không? Giờ thử bên đây nè. Đau hơn phải không? Thì như vậy là lấy bên đây. Như vậy là cổ bị cái góc này nè. Cái góc từ đây tới đây nè, là nó tương ứng cái góc từ đây tới đây nè, là cái chẻ này nè. Đó, đây nè, thử một cái nè, là lỏng ngón tay nè, lỏng tay nè, nè. Rồi, bên đây, xong xoay qua, vuốt cho nó ra mấy cái độc tố. Không phải thầy làm mạnh, bởi vì cứ tưởng thầy làm mạnh, trời ơi, thầy sức đâu mà thầy làm mạnh con, thầy làm mạnh mà như vậy một ngày là có nước là thầy đi ra nghỉ địa sớm rồi. Thầy làm đúng kỹ thuật đó nào. Rồi. Hiệu quả phải không? Rồi. Hiệu quả đâu trả tiền đi chứ. Đó, vấn đề rất đơn giản, tập làm và tự tin. Cái giai đoạn này nó giống như chúng ta nam mới học đờn á, chúng ta nắng hoài mà không ra là tiếng đàn. Còn trong khi ông thầy ổng con mắt cà nhé, ổng con mắt không, đôi khi ổng mù nữa mà ổng đụng vô muốn cái tưng nghe cái đã liền. Đó, thì cái này nó giống vậy, thầy cũng dùng sức nhiều. Người ta tưởng thầy dùng sức chứ không có. Cái thứ hai người ta nói thầy chắc có điển bị trên chơi thương không có đâu, đừng có tin như vậy. Làm trúng là nó đã thôi, nghe không? Mình với một cái tinh thần khoa học. Được chưa? Thấy có lý không? Nhưng mà giờ thấy có lý chưa? À, thấy có lý rồi thì về mới làm, mới tin, mới làm. Rồi. Thì con làm vậy nó sẽ nhẹ cái lưng luôn. Ừ, rồi bây giờ nếu mà cái khí... À, ok, bây giờ chỉ cho cái lưng nè. Ngay chỗ này là lưng nè. Ha, nắng bên này, nhảy phải không? Rồi, buông cẳng xuống. Bớt bên này, không đào. À, bên đây nào rồi đó, là thử chân bên này. Bên đây còn đau hơn nữa. Cái vấn đề quan trọng là đau, con có thẳng cái chân chứ. Không có đau mà giật. Đó,
thấy không? Thành thử cho nên cái này bị con cái thẳng chân nghe nè, nó vô quyền đó, thấy không? Đó, nó lên vô cái máy thì á, nó mới ảnh hưởng cái lưng, hiểu không? Có một cái quyền trị lưng nữa, có thể nằm ở đây nè, nhưng mà nếu con làm được, không làm được nó thì con làm này, con nắm tay này, đè này, nhưng mà này nó không quớt, nó không quớt rồi không? À quớt. Đó. Đây, đó. Đây. Hả? Nó giữa không ta, đó ta. Thì con muốn làm vậy con phải thẳng chân như thầy nè, con coi nè ha. Hai tay để đều nhau. Chụp vô cái hai ngón cái châu vô cái giữa gối. Con sẽ bóp ngang hai cái cọng răng đằng sau. Cái dùng đó người ta tên đó là việt quỷ trung. Con nắng tới nắng luôn con sẽ gặp một cái cọng răng. Nó có cái hình nó như thế này. Đây là đùi. Cái đoạn ngang á, tiết đoạn nó đây có hình ra gối đi xuống ôm theo chiều chân, thì nó có hai cái cọng gân nhăn ở chỗ này, thì con đánh một gân, hai gân, ba giữa sẽ trúng một cái đó. Con nắng này đây nè, thấy cái sụn đó không? Cái mặt sau cái hụt thì nó mặt sau nó có cái được cái hụt bên đường nhăn á, cái đốm trứng như thế này nè, nhưng mà cái hình chỗ đó nó đi vậy đó. Thì con nắng vô xuống hai cái, một trong hai cọng nó sẽ báo ra một cái. Lấy cái sợi dây một bên à. Ừ, thì bên nào đó lấy bên đó. Không, con giờ có một bên dây nè. Còn dây bên kia. Con cái dây nè. Ba sợi lắm. Thẳng á, ba sợi lên. Thiếu hai sợi kia coi chừng đứt đâu. Hai sợi, nhưng mà phải có một dây chạm điện chứ. Một dây không không cho mát, một dây mát á. Phải có một dây xanh. Thì cứ nắng miễn vô nó trúng là được rồi. Như nóng như nguội. Đấy, con nắng vô nó đúng cái điểm đau là con dứt cái chân là đúng. Còn không có thì như làm như thầy nè, nắm này lên nè. Đây là nhìn cái khớp này nè. Khớp đầu tiên nè. Ha. Tức là sau cái móng cái gì? Ở giữa đó con nắng nè. Nắng nè. Đó. Đó. Phải đau vậy là trúng. Móng con bên này không trúng. Mà không đau. Vô giữa đúng đau. Vậy đâu phải tay thầy làm đau. Thấy chưa? Mà cũng phải thầy làm mạnh nữa. Thì con làm vậy là nó sẽ quớt. Quớt cái lưng. Làm biến nữa gì? Tập làm muốn rắn. Tập rắn hôm nay. Làm mày ngóc cổ lên. Ngóc từ từ, ngóc cho tới khi nào ngóc không nổi nữa con là đi, nó sẽ quớt cho con một chiêu này quýnh ba thứ luôn. Làm nhớ ở nhà con làm 7 cái con là con ngủ luôn rồi. Đây 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 làm bảy cái quá. Xa, 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 lấy cái ngủ luôn hả? Dạ, quá. Xuống lên xuống đã quá thầy ạ luôn. Rồi, rồi nằm xuống đây thầy chỉ nha. Giờ con ngó đây nè, con coi nè, xuôi hai tay. Ha, xuôi hai tay thành thành. Đừng có chấm, đừng chấm. Đây. Xuôi xuôi nữa. Đó. Xuôi nữa giống vậy, xuôi luôn. Không có chịu. Cái gối này mục đích để làm cái gì? Là chỉ giúp cho cái cầm không bị giật thôi. Chứ gối này không có hại gì hết trơn á. Là lên mỏi quá là mình gục xuống nhanh nhờ cầm này đỡ lại. Giờ con ngó đây nè, con hai cái chân. Con phải để sát vô. Mười ngón chân con phải làm gì? Mười ngón chân con phải làm vậy. Đó. Và con ngó ha. Nè, con làm nha. Giờ thầy chỉ cho nè, quý vị học thêm một cái hình nữa nha. Nếu tính từ trên này đi xuống, nhân thân đi xuống đó, là cổ gáy sẽ nằm đây. Chỗ này là hộp sọ. Chỗ này là eo vai gáy lần thứ hai. Chỗ này chia ra cái vai lưng như thế này. Cho nên huyệt dũng tuyền lúc bây giờ tương ứng với huyệt chí dương ở trên này. Cho nên nhiều khi tức ở cái vùng huyệt chí dương, người ta có thể giải quyết cái dũng tuyền. Mà không biết lý do là sao. Thế bởi cái này nó thiên hình gian trạng là chỗ đó. Rồi, bây giờ ngó này nè. Nhìn này ha. Cái tay của thầy là thân người của thầy cái gì? Thì dơ thầy cũng nằm được. Để dạy nguyên thân người cái gì? Cái cành cổ nè, đây nè, thầy ngóc nè, cho tới khi nào thầy ngóc không nổi nữa là cái lưng này nó căng này, xong thầy cúi đầu xuống thầy bỏ cằm xuống trên gối thở ra, rồi làm lại thế cổ lên nhưng mà đừng vòng ở tay, tức là đừng có dùng sức trên tay, dùng sức trên cành cổ thôi, nâng cái cành cổ lên cho tới khi nào nghe căng cái căng lưng, rồi nín thở, thở ra cúi xuống. Nhà từ từ cứ xuống, tức là tập cái này kêu bằng rắn lóc đầu. Coi như là không có dùng hai cái tay giống như mình là con rắn á, không có dùng cái tay. Đừng gồng, không có gồng. Đừng dùng sức trên hai tay lên bằng cái cổ không thôi. Rồi lên.
giống như rắn nó ngâm đầu rồi lên nữa, lên nữa, lên cho tới khi nào lên không nổi nữa rồi là nó nóng cái mặt phải không, cúi xuống thở ra. Quý vị mắc ngủ á, như cục vừa nói đó, quý vị chịu khó quý vị tập đi, không cần phải xáo trộn. Ở trên đời này người ta dạy mắc ngủ nhiều cái mánh lắm nha, tôi không dám nói đó, người ta dạy cái mánh vậy nè, để tay vô đây, hít vô thở ra, tưởng tượng về bụng, nghe chừng nào sâu ruột thì ngừng, nghĩ hoài không thấy sôi, ngủ lúc nào cũng hay. Nghĩa là muốn giải quyết cái mất ngủ không con đường nào khác là tập vô tâm. Mà tôi dạy cái này là pháp thật, là dưỡng cái thận nè. Còn người ta dạy pháp dưỡng thì lại nghe. Thì đó, để tay dạy lát nè, nóng bụng đâu không thấy, sôi ruột chờ hoài thấy, ngủ lúc nào cũng hay, sáng dậy nó hay quá. Cho nên người ta đôi khi người ta dùng tâm lý để trị liệu, chứ chưa chắc người ta dùng thực chất để trị liệu. Cái được chưa? 7 cái rồi. Đủ 7 cái mỏi rồi phải không? Đứng lên. Đừng có gầm trên cái tay. Đừng có gầm, đừng gầm trên tay. Tức là không dùng sức trên hai tay để đẩy lên. Cái thế này nó gọi là con rắn nó ngóc đầu. Thì quý vị thấy con rắn đâu có hai cánh tay đâu phải không? Mà mình nó quen mình để hai cánh tay cho mình dùng hai cánh tay là nó mất cái tác dụng. Quý vị thấy không? Tôi chỉ cho núi này mà quý vị thấy cái thế đồng ứng chưa? Tam xà đổn. Ngâm ba loại rắn luôn mới là trị được đau lưng. Con rắn mạnh nhờ cái hệ sống lưng, cho nên muốn trị được cái lưng uống đủ rắn. Còn đi tập khỏi phải phạm sát sanh luôn. Trị bệnh gì thầy? Cái này gọi là rắn hôn an đó thầy. Dạ, rắn hôn an cobra đó. Đi rửa đó là hai cái đầu ngón chân cái mình đó, nó tác động cho cái tim yên. Dạ. Khi nó căng cái lưng rồi nó được. Nên khi nào con nghe căng cái căng lưng là trúng à? Thầy Lộc ơi, nhấn mạnh là cái này trị những cái bệnh mất ngủ. Trị những bệnh mất ngủ, dưỡng cái thận, luôn. Cái đầu gối này bị đau, bị lỏng cái khớp, khô chất nhờn. Như vậy là cái thế mà rắn mà ngóc đầu này đó, trị những bệnh mất ngủ nè, rồi thận là cho mạnh thêm nè, và đau ở dưới cái chân. Đỡ đau lưng. Đỡ đau lưng. Và cái quan trọng là chúng ta không có dùng hai cánh tay mà để cái sức đẩy đầu lên mà mình đẩy tự nhiên. Tiếp nhưng mà đại khái con biết cách làm chưa? Dạ. Nhớ là luôn ngóc cái cổ thôi, không có được dùng sức trên hai tay. Dùng sức trên hai tay là push up, là đẩy. Con này không có push up, mình chỉ lên bảng này thôi. Nó lên bảng số này cho dính gì đây mà. Nhưng mà mấy tập thì như thế này là lúc mà hoàn toàn là bụng đói, không có no. Đúng rồi, tập cảnh đó nó dễ hơn. Nhớ nổi không? Đó rồi con ngồi vậy con nghe con người nó khác không? Giãn cái lưng giãn thì cái lưng nó giãn. Đó thấy chưa? Nữ cho nên đôi khi mình có những lời thuốc không tốn tiền mà chỉ có chịu khó việc gì cũng phải hạ thủ công phu phải không? Không có hạ thủ công phu làm sao thành công được? Nữ cho nên là bỏ khi mình áp dụng được phương pháp này mình vô tình mình bỏ được một cái bệnh giải đãi. À mà cái bệnh nó khó trị lắm phải không? Cái bình mà giải đãi là cái bình lười biếng là khó điển. Chị hoàng quá. Chị hoàng quá. Cái tay con cái này lâu năm lắm rồi con không có. Lâu lâu thì cái lần trời nóng quá này. Lật đất cái nó nhức mà nhức trong xương á. À nó nhức trong xương hả? À giống như nhiều khi muốn chặt cái lai đó. À đó là phong thấp á. Rồi về chị nè. Giờ học cái nữa nè. Dạ không cái chỉ cho hay là cho con luôn á. Cánh tay mình có mấy đoạn? 1 2 3 phải không? Anh này thon mà ốm, anh này mập mà lùn, đúng không? Đưa cái chân thẳng lên, anh này cũng một đoạn, anh này thon mà ốm, anh này mập mà lùn. Thì mỗi cái bắp vai này ý gì? Bớt cái bắp vế. Đơn giản như vậy mà bớt. Kể cả người bị thống hông nha, tức là 10 ngón tay này bớt vô co không được á. Vậy mà cứ nhéo cái đùi thì chơi thôi. Đây nè, bản thân của bằng đạo. Không ai khác bằng nè. Cho nên tôi nói với đây một cái câu mà những người môn đệ cũ của tôi cứ nhớ một lời là tôi nói bằng xương máu, tức là bằng cái plastic có thật. Chứ gieo đơn giản chơi vậy thôi, không gì làm gì mạnh hết á. Mà cái bệnh thống phong này bóp vô sâu không đau nha, thì nó mới đúng cái lý gọi là da theo da. Do vậy cho nên những người bị bệnh thống phong trời vừa trở là nghe nhức mình liền, mà nghe nhức thấu xương. Cái gì bảo vệ cái cơ thể? Da. Cho nên cảm là thấu xương, nhưng mà thật sự không phải thương, là do là cái những cái dưới đó nó yếu quá, nó không bảo vệ được.
nắm về kéo chơi vậy thôi, từ trong về kéo ra. Đó, bản thân của bằng đạo là vậy đó. Mà bên nào đau nghe như là kim châm muối sát là lấy bên đó. Thì cái này quất. Nhớ nổi không? Như vậy quý vị thấy không? Học trong tam thế biến này phải không? Hình theo hình, hình tuy đồng, nhưng mà thế phải đồng. Thế đã đồng, tính phải đồng. Tức là trơn theo trơn, nhám theo nhám, trong theo trong, ngoài theo ngoài. Tôi nói thí dụ như đồng tính nè. Ví dụ nách với hang giống nhau chỗ nào? Giống không? Là khớp theo khớp là đồng cái gì? Nhưng mà tính đồng tính là hạch hang nằm ở chỗ lông nhiều. Cho nên nách là chỗ có lông cho cung đổi hạch nách. Trên nổi hạch nách bốn cái dưới hang, một trong hai hang đau thì cái hạch của nách sẽ nhẹ. Một cái đơn giản này mà cứu không biết bao nhiêu phụ nữ đang trong thời kỳ sanh nở. Tắc tia sữa, sưng vú, nổi hạch nách, bóp cái dưới này tự nhiên nó loại như cục hạch ra không thấy. Không đau dưới này mà bóp vô nó thấy có cục hạch, bóp cục hạch nó xoa dầu trên này hết. Cái gì nhanh hơn mà cái đó. Cho nên mới nói não của ta vừa nghĩ là tới. Chúng ta mới thấy cái lý này của chư Phật nói không ngoa. Nhưng mà tại vì ta không tin vào cái lý này cho nên chúng ta bác hết tất cả mọi cái khác. Ngay cái thân này nó gần như thế này này mà ta còn chưa tin, ta tin cái gì xa hơn. Vừa nghĩ là tới liền mà nó lẹ lắm. Nó gọi là gá ý đó. Ừ. Mình nói là nó không thật sự ra. Để mà tác vô cái đó mình nói nghĩ vậy chứ còn thật sự. Khi não á, như tôi nói đó, nó có rất nhiều cái ô. Mà trong này một tác giả Benfield của người Mỹ, khi ông phân tích ra trong cái hệ thống não của chúng ta đó. Cái gì mỗi người cầm một tờ chơi đi. Để mai mốt gì tới đó mình có ra mình ta. Cầm về tờ coi. Ông tác giả Benfield của người Mỹ, ông phân tích ra trong não mình nó có hai cái rãnh vận động. Một cái rãnh đó, về đại khái như tình cảm, một rãnh về lý trí, trong đó nó có những cái ô như vậy đó. Thì trong đó nó quý vị tác động đúng á thì nó đi vào cái hệ thống vận động đó, nó sẽ tác động trên cái hệ thần kinh của con người. Lạ lắm đó. Thì khi mình tập như vậy nó có nghĩa rằng là tự nhiên cái não của mình á, nó nhớ nó khôi phục cái trí nhớ lại, nó vô, nó gom vô trong cái gọi là cái gì đó, gọi là data đó. Não nó có đủ hết cái dữ kiện trong đó, tự nhiên nó kích thích vô đúng cái bộ nhớ của nó, tự động nó chỉnh dưới tay dưới chân của mình, mà mình không cần gì phải làm thêm nữa thôi. Rồi, được không? Nhớ nổi không? Nhiều quá hả? Thì cái này có chơi, còn cái này tập con rắn này xoa cổ làm lại ha. Bên này á, chai bên này là tay bên này bóp ha. Được không? Bạn ngược bên thì có mức có lực, đúng không? Rồi xong là con bóp tiếp bên đây nè, thuận bên nè, thấy không? Từ tay bên đây con bóp ngược lại nè, thấy không? Đúng chưa? Xong rồi sao? Rồi con bóp tiếp đâu nữa? À, bóp bên đây, hai này thuận ra nè, xong kích thích cái não nè, đúng không? Đúng không? Chưa? Xong từ đây đẩy vô, từ đây đẩy vô, từ trong này đẩy ra, kích thích hai kẻ này. Nói không? Không, để chân này nắng lên, tập con rắn. Ủa, thầy, con bị đau tay chắc cũng con tập cũng y, tập nó cũng khác. Làm thử, yeah. Làm thử. Tại sao con bị nên là nó bị sưng cái chỗ này nè? Rồi. Rồi lâu lâu nó bị cái hình như cái đóng cái cục này, yeah. Cái tập thể dục, cái tự tỉnh nó lại. Rồi, nhưng mà cái cục này nó sưng như vậy con nghe đau đây không? Hiện giờ nó đau đây không? Nó đào chứ, nhiều khi thầy biết nó giống như kim châm mà nó... À đó, nó chạy theo cái đường vậy. Ví dụ như vậy đó, thì con mới thử bên đây nè. Rồi con dừng bên này đi cho vị này tập nha. Đây cái mượn cái ghế đây này. Rồi, mà nhiều khi nó bị... Bây giờ không cần biết, bây giờ nói gì nó không biết, bây giờ cái tư thế này mình dặn cái tay về nó đau, hay là mình dặn về nó đau, hay là mình cúi về nó đau, hay là ngửa về đau, bây giờ là làm đi. Đó, tư thế nào bị đau nhiều nhất các con.
đó thì đau trong một hai cái đó thì rửa một cái điểm đau nhất. Đau đâu thì ngóc vậy đó, đó đau vậy hay là co vô đau hay là ngửa ra đau, bất cứ muốn đau chỗ nào đau giờ nó đang đây phải không? Bên đây, bên đây thì bên đây cũng vậy, căng lên giống vậy đi, căng lên thì bên đây chút cho này thẳng cổ căng ha. À, không có căng sống đi về này lại lỏng ra vậy đó. Tao chưa? Hả? À, tao sao không nói? Rồi dứt chỗ khác nè. Thấy không? Chỗ này đau phải không? Thấy không? Rồi bây giờ con căng lại bên đây thử ra. À, thấy không? Thì đó, nó thay đổi như vậy, tức là nó sẽ quớt. Rồi bây giờ con cũng thấy dãnh nó giống vậy. Đó, thì con sẽ mới làm được. Đau phải không? Đó, về đưa chỗ khác. Mạnh hơn mà không đau. Thì chỗ nào nó nhạy cảm như thầy nói đó, thì nó sẽ quớt. Rồi con thử bên này lại. Nó cũng có cảm giác gì nó bớt bớt. Có cảm giác gì bớt bớt là được thôi. Từ bây nhưng giờ mà tại sao kỳ hồi xưa con bị cái tay này rồi cái tự nhiên nó làng một cái tay này luôn. Đúng rồi, từ bây giờ hai chi nó hợp một. Ồ sao nó liên quan. Nó liên quan nhau về từ trên tinh não á. Đây, xong rồi cởi nút cổ chỉ nha. Nó ảnh hưởng chứ. Ở con bị cái chân nó lực khắp một cái nôn. Đây, đà này. Đó, đây nè. Con trà vậy nè ha. Đó là ra nó thầy. Cái tai thì mạnh. Không phải. Không có tai thầy mạnh đó. Con bạn đàn ông không có đi nào phải không? Nô tại thầy đè trực tiếp. Còn ai làm thấy thọt ngược cái làm sao. Quả nó bắt ai đè. Đó, đau phải không? Cái này đau phải không? Cả thuận luôn. Thầy làm mạnh lắm. Đau, đau. Đau phải không? Chúng ta thử lại chỗ này coi. Biết cách làm. À, cái này nó tự nhiên thấy nó nhẹ. Tự nhiên vậy ha, chứ không phải là tự nhiên nha. Thấy không, đâu có làm gì đâu mà tự nhiên nó nhẹ. Cái chữ tự nhiên nó hay lắm á. Nữ chính quý vị thấy không, rõ ràng đau ở cạnh này, đau ở cạnh nhọn này chứ gì. Thì nó đau trên cái sống này, chứ nó không đau trên mặt dẹp. Hình thử mình không biết á, mình cứ dờn trên mặt dẹp hoài nó khổ cực ghê lắm. Mà thậm chí mình mua cái dụng cụ về nhà mình lăn á, mình lăn đã đời vô tình trời thật khổ sao không biết, nó trúng vô cái chỗ đau mình đâu biết đâu. Cái mình nói cái cây dụng cụ này nó hay quá. Chỉ người khác. Cái chỉ người khác mua nữa ta lăn về cũng quá. Lăn hồi lăn nguyên người. Ủa thầy chỉ cái nguyên tắc đó là cái chỗ nào đau thì mình đúng chỗ nào đau là mình tác động vô đó, nó mới cái ảnh hưởng gì trên não, nó mới nhắc cái não con nhớ. Đúng không? Bây giờ con đang làm việc về này tự nhiên bây giờ người ta kêu hoài con không nghe, người ta phải kêu lớn lên chứ. Thì cái điểm kích thích mà nhạy cảm nhất, đau nhiều nhất, đụng nhẹ nhất mà đau nhiều nhất, mạnh nhất, tự nhiên nó về não nữa. Nó đánh tín hiệu đó, nó quất mạnh hết. Thì như vậy bây giờ đây này, con nói thầy. Mỗi ngày con nhìn cái sống nè. Thấy cái sống không? À, đó thì con nắng cái sống đó, lấy cái tay con đè. Thì nó tốt cho cái... Nó tốt cho hai gân tay. Cái gân và cái ngón cái. Ngón cái luôn, ảnh hưởng luôn. Chứ không phải thầy làm đau đâu, con đè đúng đi. Dùng cái ngón tay cái này. Đó, thầy con gân đó. Tức là mình kéo à, mình kéo xuống hoặc con nắm gì đó, con nắm mất sụp đó, đụng nhẹ vô cũng đau đó. Dạ. À, thì giống như con cũng bị đau tay với mấy cô đó đó. À, nhưng mà cổ là đau ở tiếng ngón út, con đau ở tiếng ngón cái nhiều hơn. Cái. À, hồi trước là con đau ngón út, mà bây giờ nó lan qua ngón cái. Thì lấy cái hiện tại chứ không lấy cái quá khứ nữa. Cái hiện tại đang đau ở đâu, lấy cái đó. Thầy, nếu vậy nãy giờ con thấy nguyên tắc á, là cứ hãy đau trên thì quất dưới, mà đau dưới đau trái trên, đau trái thì quất phải. À. Tức là sự cái tương ứng về mặt trục, theo cái trục. Đó. Chia trục để mà... Thế mình tạm thời, thôi. Mình tạm thời, mình trong vũ trụ này mình chỉ có bốn hướng trong tay năm mắt thôi. Dạ. Yeah. Giống như nãy thầy nói một cái nữa là... đau ở trên này thì bóp với đùi. Nhưng nếu mà đau với đùi thì bóp ngược lại trên đúng này. Rồi vậy thôi, tức là nó tương đồng qua lại vậy qua đó lại. Nhưng mà đôi khi đó đau đùi bên này bóp trên này không hết, mà bóp đùi bên này nó bóp. Dạ, nhưng mà rồi cái tương đồng mà giữa ba chia ba đó thầy nói á, là nó có từ suốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nó đều chia ba hết. Đúng. Nhưng mà nếu vậy mình nguyên tắc mình rà, tức là vậy con nói là rà từ ông phụ tổng thống xuống dưới cái quận dưới đồn, hay là rà từ dưới đồn rà ngược lên phụ tổng thống. Đó, tại vì cuối cùng nó mình này luôn đi. Luôn mình đi cái gần nhất.
đi cái gần trước, cái gần cái đau nhất, gần cái đau nhất theo cái kiểu mà giống như bị quýnh đồ quản quá, gọi là đồ kéo ơn cứu đồ kéo ơn cứu đó đó, rồi khi mà đồ kéo ơn cứu mới gọi lên mượn, không mượn được gọi tin tưởng thì đâu mới gọi tổng thống, giống như là kêu mà giận vợ đánh con không, thì nguyên tắc nó vậy rồi. Xong rồi khi mình đánh cái đó mình tương đồng, mình lựa cái lực lượng nào gần mình nhất để mình anh nó dễ tăng diễn hơn chứ. Nguyên tắc là nó sẽ báo thằng gần nhất cho nó, vì mà thằng gần nhất sẽ kiếm cái thằng tương đồng với thằng gần nhất thì quọt thằng đó, hay là thằng tương đồng.